Tương 3 tháng giữa. Sơ âm 3 tháng giữa với 3 tháng cuối cơ bản là giống nhau. Trong cái sơ âm 3 tháng giữa, cái rất quan trọng là đo được đường kính lưỡng đỉnh, đường kính trung bình bụng và xương đùi là ba cái chỉ số rất hay phải đo đạc và kiểm tra trong sơ âm, bất kể sơ âm 2 chiều hay 4 chiều. 3 tháng cuối thì quan tâm đến cái dị tật tim. Thế còn ngoài ra ta quan tâm đến các cái yếu tố khác như phần phụ của thai, bánh rau, dây rau, nước ối. Cái đầu tiên là cái lưỡng đỉnh, đo được lưỡng đỉnh thì ta phải xác định được cái mặt phẳng đo đường kính lưỡng đỉnh là một cái mặt phẳng nó đi qua hai biểu đỉnh, đây là một cái biểu đỉnh, đây là cái biểu đỉnh, và ta thấy được một cái vách liên bán cầu nó thẳng từ trước ra sau này. Nếu cái đồi thị như một cái cánh con bướm, nó có hai bên và nó hơi hất về phía trước, thế này là phía trái, cái đồi thị nó giảm âm hơn. Và phía trước đồi thị thì nó có một thể vuông và hai bên thể vuông nó có hai cái vách trong suốt này. Và kiếm trên cái mặt phẳng này ta sẽ đo đường kính lưỡng đỉnh, thì thường ta đo một ngoài một trong. Bên ngoài người ta lấy méo ngoài, đo từ méo ngoài, và bên trong ta tính từ méo trong. Đây là cái đo đường kính lưỡng đỉnh. Kính lưỡng đỉnh tiếng Anh nó viết là BPD. Ta đo một cái bên ngoài, một cái bên trong. Ngoài ta có thể đo được chu vi đầu. Chu vi đầu thì ta đo ngoài. Trong cái giai đoạn này người ta có thể đo được cái bán cầu tiểu não. Đây là cái đồi thị giống như cánh bướm úp về trước, còn đây là cái tiểu não phía sau. Có thể đo được hai cái chiều ngang, đo gọi là đường kính ngang tiểu não. Cũng trong ở sọ thì nó có một cái não thất bên, thì bên trong nó có cái đám rối mạch mạc trắng trắng đây, và ta đo từ trước thì sau. Cái đám não thất bên này có đặc điểm là hai cái bờ nó gần như song song, ta thấy hai cái bờ màu trắng bên trong chứa dịch, và đây có đám rối mạch mạc, ta đo giữa hai cái bờ này để tính chiều rộng não thất bên. Chiều rộng não thất bên thì thường nó phải nhỏ hơn 10 mm. Nếu trường hợp mà nó lớn trên 10 mm thì ta phải cẩn thận là cái não thất bên này bị giãn, hay nói là cái đường tuần hoàn dịch não tủy nó bị tắc. Một cái khoang dịch nữa cũng ở trong não, đấy là cái khoang sau hai cái đồi thị này, đến trước xương sọ này, trước xương xương chẩm. Cái chỗ này là cái thùy run, thùy nhậu, nó nằm ở giữa hai cái bán cầu tiểu não đây. Và cái khoảng dịch từ cái thùy run này ra đến cái mép của xương, mép trong của xương, nó được gọi là hố sau. Cái tắt tiếng Anh là CM, hay là nó viết tắt của chữ gọi là cisterna magna. Hố sau này cũng bình thường, thì đường kính cũng phải dưới 10 mm, đấy trên 10 mm. Xem lại có vấn đề. Não thất bên đây, hai bờ song song đây. Ở bên trong bên thì thường có cái đám rối mạch mạc. Đây là một cái trường hợp não thất bên nó giãn. Đây là cái đám rối mạch mạc nó trôi lơ lửng ở bên trong. Đây cái não thất bên đường kính 16.2 mm. Ở bình thường dưới 10 thận, đây là não thất bên giãn. Ngoài ra người ta có thể quan sát được cái não thất ba. Não thất ba nó nằm giữa cái đồi thị. Cái đồi thị nói như cái cánh bướm ấy, nó quay phía trước. Ở một số trường hợp não thất ba nó giãn làm tách hai cái đồi thị đó. Thế đây là một trường hợp hố sau nó giãn, thì cái khoang dịch cho đùng đây nhé. Cũng trong sơ âm 3 tháng giữa này ở phần đầu mặt thì ta còn phải phát hiện cái thoát vị não. Thường não nằm trong hộp sọ vì lý do gì đấy mà suy ra ngoài hộp sọ ta gọi là thoát vị. Thế thì nhiều trường hợp là cái xương chẩm, xương đỉnh nó hở này, và cái não nó lòi vào phía sau. Đây này, vì cái não thất 4 của tôi nó nằm ở đây này, đúng bị cái vệt vàng che. Cái não thất 4 này sau đồi thị này có một cái não thất 4. Bình thường cái não thất 4 này cũng không nhìn thấy gì, nhưng mà đây nhìn thấy cái não thất 4, khoang dịch ở đây chính là não thất 4 nhé. Và trong cái giai đoạn siêu âm 3 tháng giữa này, từ 11 đến 14 tuần, người ta có thể nhìn được hai cái hố mắt của thai. Và bây giờ người ta có thể đo khoảng cách giữa hai hố mắt này. Đấy, nó ký hiệu ODD, tức là đo khoảng cách bờ ngoài hai hố mắt từ cái phần ngoài của phần giảm âm này cho đến đây. Thế đo cái này nó có tác dụng, nó chẩn đoán để loại trừ bệnh đau. Nó cái đặc điểm của cái khuôn mặt của trẻ bị đau, hai mắt nó xa nhau. Ngoài ra ta có thể nhìn thấy thủy tinh thể của mắt, nhìn thấy hai cái vòng tròn giống như cái túi noãn hoàng. Trong bụng, trong thai là đã có cái thủy tinh thể rồi. Một số trường hợp mà nhất là biến chứng bị rubella trong thời kỳ mang thai thì cái thủy tinh thể nó có thể nó đục ngay bây giờ, nó bị đục và cái này nó không, cái vòng bên giữa nó không đen mà nó trắng bù bẩm sinh. Cũng có những trường hợp nó không có nhãn cầu, hố mắt thì có nhưng nhãn cầu bên trong không có. Giai đoạn này quan sát là cái môi của cháu, ta nhìn phía trên của môi, ta nhìn thấy sứt lướt này, ta thấy đây là cái mũi và đây có hai cái lỗ mũi. Nhìn vào đây ta có thể thấy theo cháu có sứt môi hay không, và nếu cắt bổ lọc thì ta có nhìn thấy sưng mũi, đo là chiều dài sưng mũi. Cái chiều dài sưng mũi phát triển tùy theo tuổi thai, nhưng khi 22 tuần trở lên chiều dài sưng mũi nó phải trên 5 mm. Nếu mà 22 tuần rồi mà thai sưng mũi vẫn 3 mm thì cẩn thận cháu cũng bị đau. Đau là có dấu hiệu mặt gãy. Ngoài ra ta có thể biết được cái bệnh cằm nó nhỏ. Đây là một trường hợp nó bị sưng môi.
Đây là cái mũi này, môi nó bị sứt. Đây cũng là cái sứt môi, đây là nó sứt một cái mảng to. Đây là cái chỏ mũi, mảng lớn ở đây. Thì nhìn cái cháu này nó cũng bị sứt môi rất là to. Nhìn hai cái hố mắt này, này. Đấy, hai cái hố mắt nghĩa là đây đằng trước này, đúng không? Cái này là phía trước này, mũi nó ở phía trước này. Đấy, đây là hai cái môi nó sứt này, cái mồm ở đây này, môi dưới đây nhá, môi dưới đây này. Đấy, môi trên nó bị quét một miếng rất là to. Đây cũng là sứt môi. Đây là cái sống mũi, đây là cái mũi. Đây là môi dưới, đây là cằm này. Đây là cằm này, môi dưới này. Đây là mũi này. Và đây là sứt môi hai bên, môi sứt hai bên ở đây là cái xương hàm trên nó còn nhô ra một chút. Sống mũi đây nhá, dĩ nhiên là trán ở đây, mắt đây. Sau khi đi ở phần đầu rồi thì ta sẽ đi xuống phần ngực của thai. Cái ngực với cái bụng của thai nó được ngăn cách với nhau bởi cái cơ hoành. Nhưng mà trên cái thai này, ta cắt bỏ dọc cái bụng của nó thì ta sẽ phát hiện đây là cái ngực của thai và dưới này ở đây là cái cơ hoành và dưới đây là phần bụng thai. Đây dĩ nhiên là cái mông và đây là phổi và trên này là cái đầu. Đây là cái phổi, nó là một cái tổ chức động âm đồng nhất. Khi đấy là cắt dọc và khi cắt ngang người ta có thể nhìn thấy cái tim của thai. Ví dụ như đây là cái tim của thai thì nó có bốn ngăn rất rõ. Đây là nhĩ phải này, thất phải này, nhĩ thất trái và nhĩ trái. Đây là cái vách liên thất, đây là vách liên nhĩ, đây là van ba lá, đây là van hai lá. Đây là cột sống này, đây là mũi ức này. Đối với cái tim bình thường thì cái trục của tim chính là trục của vách liên thất thì nó tạo thành một góc 45 độ với cái trục cột sống xương ức. Diện tích của cái tim này trên lát cắt thì thường nó chỉ chiếm dưới 1 phần 3 diện tích lồng ngực. Đây là cả cái lồng ngực này. Nếu mà tim mà cái diện tích tim mà to quá thì ta phải cẩn thận, cái tim đấy nó bị giãn. Đây cũng là hình ảnh tim thai, đây là hình ảnh tim bốn buồng. Sinh lý là tâm nhĩ nó phải thông nhau, bởi vì động mạch phổi, cái phổi nó chưa hoạt động, thế cho nên là cái lượng máu ở tim phải nó bắt buộc nó phải có lỗ để nó sang tim trái. Tim này ta có thể nhìn được hình ảnh của động mạch chủ, quay động mạch chủ đây. Thất trái này, đây là cái động mạch chủ, aorta là động mạch chủ và đây là cái van tổ chim. Đây là nhĩ phải, đây là thất phải này, đây là nhĩ trái. Và đây chính là cái động mạch phổi, nó đi từ thất phải ra và đến đây nó chia nhánh làm hai nhánh. Đấy chính là động mạch phổi bao quanh cái động mạch chủ. Lưu ý là cái vách liên thất này là thì nó trùng, nó liền với một cái thành của động mạch chủ. Trường hợp một cái vách của động mạch chủ lại vắt sang bên này, thế thì nhìn trên cái hình ảnh này đấy, nếu một trường hợp nào mà trên cái động da động mạch chủ mà nó lại có cái lỗ thông đây thì ta phải cẩn thận là động mạch chủ cưỡi ngựa. Ta thấy là cái tim nó nằm 45 độ quay ở bên trái nhé, và xung quanh cái tim này đây là cái môi trường phổi nó tăng âm này mà nó không có dịch nhé. Ví dụ trong cái phổi này nó lại chứa dịch ở xung quanh này, hoặc là có những cái nang nước ở trong phổi này nhé, người ta phải cẩn thận nhé. Đấy, nhưng có những cái trường hợp thì bên cạnh tim, ví dụ cắt ngang quá ngược, cái trường hợp này đây là cột sống này. Thấy đây cái tim đây bốn ngăn lại bị đẩy lệch sang đây. Đáng là đối với cái hình cắt như này thì cái tim nó bên trái của bệnh nhân nó lên là bên phải, thấy cái tim nó bị đẩy lệch sang bên này và bên bên cạnh của tim thì nó lại có một cái khối dịch đây. Đây chính là một trường hợp nó bị thoát vị hoành. Thoát vị hành tức là cái cơ hoành nó bị thủng và dạ dày ở dưới ổ bụng nó bị đẩy lên trên ngực. Khi nó đẩy lên thì nó sẽ đẩy tim lệch sang bên phải. Đây chính cái khoang dịch này của cái dạ dày nhé. Và thường ở những trường hợp đấy để chẩn đoán, khẳng định chắc chắn chẩn đoán thì ta lại đi sâu xuống ta tìm cái dạ dày ở bên dưới bụng sao. Nên người ta không thấy mà thì thấy dạ dày đâu cả. Đáng là dạ dày nó là cái bóng đen ổ dịch nó phải nằm ở cái chỗ này bên bên trái này. Thế đây là động mạch chủ còn đây là dây rốn, không có dạ dày. Một cái trường hợp mà ta thấy tim bị đẩy lệch sang phải, có ổ dịch cạnh tim và lại không thấy dạ dày ở dưới bụng thì ta phải rất đề phòng cái đấy này. Là thoát vị hoành và dạ dày đã bị đẩy lên trên. Đây trên một cái video cắt dọc sống nó dọc dọc phía sau đây. Đây là cơ hoành, đây là bằng quang, đây là gan này. Chúng ta thấy cái tim bị đẩy lệch sang trước thì phía sau của tim có một khối dịch. Đây cũng chính là một trường hợp thoát vị hoành. Một cái thoát vị hoành đây
đây là tim thì để lệch sang phải này, gan này, dạ dày này, nhá, xuôi hết lên ngực. Đây cũng thế, đây là cái dạ dày này, tim thì để lệch sang bên. Đây, đây khối dịch cận tim, chính ngực nhá, đây là tim thì để lệch, cái này cũng là thoát vị hoành. Ngoài ra còn trong phổi nó không phải có một cái khối dịch mà nó lại có rất nhiều dịch bao xung quanh phổi. Ví dụ trường hợp này, đây là cái cột sống này, đây là cái xương sườn lồng ngực, và ta thấy là đây là cái tim và đây là hai cái phổi của thai, hai cái phổi nó bị bao dịch bao bọc ở xung quanh. Đây là trường hợp tràn dịch lồng phổi. Đấy, đây này, nó tràn dịch cả dịch. Chúng ta thấy thì có mỗi cái hình ảnh phổi nó bị teo tóp, nó bị co lại ở giữa và cái chân thân đây. Đó, cái trường hợp này cũng là tràn dịch măng phổi. Đây là cái lớp dịch này. Đây là phổi, phổi nó teo lại, đây là tim, tràn dịch măng phổi. Phần bụng thì ngay phần bụng trên, đầu tiên là cái gan. Ở phía bên trái, ở dưới gan thì nó có một cái là hình ảnh cái dạ dày, và nó có một cái tĩnh mạch rốn, nó chạy từ rốn của thai chạy về đến thùy dưới của gan qua cái ống arantuit và nó nối vào hệ thống tĩnh mạch chủ dưới. Bên phải của gan có cái mật, lưu ý là có cái túi mật nó căng, nó có xẹp nên có lúc ta thấy, có lúc ta không thấy. Đây là cái cột sống này, spine, chữ SP viết tắt của chữ spine, là phía trước cột sống là động mạch chủ. Đây là tĩnh mạch rốn, đây là dạ dày mạch chủ và đây là túi mật. Trong cái siêu âm ở cái vùng bụng trên này thì có một cái lát cắt rất là quan trọng, là lát cắt để đo đường kính trung bình bụng hay là đo chu vi bụng cũng như diện tích bụng, người ta đều đo trên cái lát cắt này. Cái lát cắt này nó cũng rất quan trọng, nó giống tương tự như cái lát ở trên đầu thì có cái lát cắt đo đường kính ống đỉnh. Thế thì cái lát cắt này tiêu chuẩn của nó là một, nó là một cái mặt phẳng vuông góc với cột sống, vuông góc với cột sống. Bất kể cháu nằm nghiêng, nằm ngửa, nằm cúp, nằm ngang, và thấy được cái dạ dày ở bên trái đây, và thấy được cái đoạn tĩnh mạch rốn. Đây, tĩnh mạch rốn đây, dạ dày đây, vuông góc cột sống. Nhưng cái tĩnh mạch rốn này không được sát ra rốn, mà nó chỉ thấy được đoạn giữa của nó. Bởi vì cái rốn, cái tĩnh mạch rốn nó chạy từ trên mặt dưới của gan cho đến rốn, nó hơi chếch từ trên xuống dưới. Nên cắt mà cái tĩnh mạch rốn này nó ra sát ra quá, tức là anh đã cắt xuyên xuống tận rốn rồi của cháu rồi, nên là ta chỉ làm sao cắt ngang ở cái đoạn giữa của tĩnh mạch rốn. Thường thường cái lát cắt này nó tương đương với bên dưới bờ sườn của thai, khi đó người ta sẽ đo cái đường kính trung bình bụng của thai, đo chu vi diện tích. Thế thì lưu ý những cái đo tĩnh ngưỡng đỉnh thì ta đo một bên ngoài một bên trong, nhưng mà đo đường kính trung bình bụng thì bao giờ người ta cũng đo tất cả bên ngoài hết. Đây, đây là đường kính lát cắt đo đường kính trung bụng, tĩnh mạch rốn này, dạ dày này, tĩnh mạch rốn này, dạ dày này, vuông góc cột sống, cái ranh giới càng tròn càng tốt. Vuông góc thì thường nó tròn, cái bụng thai thì bao giờ bình thường cũng tròn, trừ khi là anh bị ép chèn nước ôi ít vào cái gì nó mới làm méo mó đi thôi. Chứ nếu mà nó méo quá hoặc nó hình elip quá thì cẩn thận, chúng ta cắt nó chưa được chuẩn. Cái bụng thai nó tròn, nó giống như quả dưa chuột đấy, nếu ta cắt ngang một quả dưa chuột thì cái mặt cắt nó hình tròn, nhưng nếu ta lại làm vát một miếng thì nó ra hình elip. Phần bụng giữa ta có thể nhìn được chỗ cái cuống rốn đi vào, đây là chỗ cái cuống rốn đi vào bụng thai. Đây ta lưu ý là cái cuống rốn nó đi vào và hai cái da đây nó khít với cái chân cuống rốn. Thế còn trường hợp cái chân cuống rốn mà nó lại phình ra thì ta phải cẩn thận, đấy là trường hợp nó thoát vị rốn. Thế thoát vị rốn thì nó cũng là một cái không tốt, bởi vì nó không chỉ đơn thuần như là cái thoát vị bẹn. Thoát vị bẹn thì gặp nhiều, có thể gặp bẩm sinh, có thể mắc phải sau này. Nhưng thoát vị bẹn thì thường nó không liên quan đến dị tật mấy, nhưng thoát vị rốn thì lại rất hay đi với dị tật. Thậm chí là người ta thấy những cái thoát vị rốn nó còn gây dị tật nhiều hơn cả là gặp tỷ lệ dị tật nhiều hơn cả là những cái hở thành bụng. Hở thành bụng là những cái mà thành bụng nó không đóng kín, mà nhiều khi là ruột gan nó còn phòi cả ra ngoài, thì cả cái lá gan nó dạ dày với ruột. Nhưng đầu tiên là ruột sẽ chui ra đầu tiên, vì ruột nó nhỏ và nó mềm, nó dai, trôi lòng thòng ra ngoài. Nhưng nhiều khi cái đấy lại
không có vấn đề gì bằng cái anh thoát vị rốn, nó chỉ lồi ra một cục ở chân rốn này, lồi lồi ấn mềm mềm thôi. Thế nhưng mà nó lại đi cùng với lại cái dị tật ở trong tế bào, trong trong bộ nhiễm sắc thể. Thế còn nếu như cái hở thành bụng kia kìa, nhiều khi thì nó lại nhiễm sắc thể nó vẫn bình thường, mà khi đẻ ra người ta khâu cái thành bụng lại thôi thì nó lại bình thường. Phần bụng giữa ta có thể nhìn được chỗ cái cuống rốn đi vào, đây là chỗ cái cuống rốn đi vào bụng tha. Đấy, ta lưu ý là cái cuống rốn nó đi vào và hai cái da đây nó khít với cái chân cuống rốn. Thế còn trường hợp cái chân cuống rốn mà nó lại phình ra thì ta phải cẩn thận, đấy là trường hợp nó thoát vị rốn. Thế thoát vị rốn thì nó cũng là một cái không tốt, bởi vì nó không chỉ đơn thuần như là cái thoát vị bẹn. Thoát vị bẹn thì gặp nhiều, có thể gặp bẩm sinh, có thể mắc phải sau này. Cái thoát vị bẹn thì thường nó không liên quan đến dị tật mấy, nhưng thoát vị rốn thì lại rất hay đi với dị tật. Thậm chí là người ta thấy những cái thoát vị rốn nó còn gây dị tật nhiều hơn cả là gặp tỷ lệ dị tật nhiều hơn cả là những cái hở thành bụng. Hở thành bụng là những cái mà thành bụng nó không đóng kín, mà nhiều khi là ruột gan nó còn phòi cả ra ngoài, thì cả cái lá gan nó dạ dày với ruột. Như đầu tiên là ruột sẽ chui ra đầu tiên vì ruột nó nhỏ và nó mềm, nó dai, trôi lòng thòng ra ngoài. Nhưng nhiều khi cái đấy lại không có vấn đề gì bằng cái anh thoát vị rốn, nó chỉ lồi ra một cục ở chân rốn này, lồi lồi ấn mềm mềm thôi. Thế nhưng mà nó lại đi cùng với lại cái dị tật ở trong tế bào, trong trong bộ nhiễm sắc thể. Thế còn nếu như cái hở thành bụng kia kìa, nhiều khi thì nó lại nhiễm sắc thể nó vẫn bình thường, mà khi đẻ ra người ta khâu cái thành bụng lại thôi thì nó lại bình thường. Thế đi tiếp xuống thế và lưu ý là cái dạ dày này thì nó chỉ có một cái bóng tròn như này nhé, nó một cái như này thôi. Thế một số trường hợp mà ta lại thấy là nó có tên hai cái tròn tròn như này, thế thì ta phải cẩn thận, đây là trường hợp dạ dày hai bóng. Ví dụ như cái này, đấy, một cái tròn tròn này, đây này có một cái tròn tròn nữa, mà hai cái này có thấy cái đường nó thông nhau đây không? Đây là trường, đây chính là trường hợp dạ dày hai bóng, thường gặp xảy ra trong hẹp tá tràng bẩm sinh. Đặc biệt tá tràng bẩm sinh thì cái môn vị với cái dạ dày này nó giãn tạo thành hai cái bóng như thế. Cũng ở vùng bụng giữa này, ta còn nhìn thấy hình ảnh của thận thai và nằm ở hai bên cột sống. Đây là thận trái, đây là thận phải, và ở giữa này, ở giữa cái thận này, ta nhìn thấy đây nó có cái bể thận nhé, và ta có thể đo chiều dày của cái bể thận này từ trước ra sau. Nó khoảng đối với thai bình thường, thai đủ tháng mới đến 7 mm. Thế còn nếu nó lớn hơn 7 thì ta cần phải cẩn thận, nó giãn đài bể thận. Thận đa nang, đây là cái trường hợp thận đa nang. Đây là cái cột sống chữ S đây, thận bên này thì bình thường, nhưng thận bên trái thì nó đa nang, bên trong nó có rất nhiều cái nang. Cũng ở cái vùng này nhá, ta cũng phải nhìn thấy ở vùng bụng dưới thì nó có cái bàng quang. Ngoài ra ta thấy cái ruột, các cái ruột thì nó có hình ảnh tăng âm như thế này nhé. Đây các cái quai ruột nó tăng âm, hoặc cũng phải nhìn thấy ở vùng bụng dưới thì nó có cái bàng quang. Ngoài ra ta thấy cái ruột, các cái ruột thì nó có hình ảnh tăng âm như thế này nhé. Đây các cái quai ruột nó tăng âm, hoặc cũng có thể cái quai ruột nó chứa dịch. Thế còn đây là một trường hợp siêu âm ở bụng giữa, ở vùng bụng, nhưng ta thấy này, nó có một cái quai ruột nó giãn ra. Cái nhu động ruột ở bên trong ruột nó có những cái dịch ở trong ruột nó đang chuyển động rất là rõ. Thế đây là một trường hợp mà ta nghi nó là tắc ruột nhé. Đây cũng là một trường hợp tắc ruột, các quai ruột nó giãn ra và nó tăng nhu động liên tục. Thế thì những cái trường hợp nó, trong một số trường hợp các cái ruột nó tắc thì nó sẽ giãn ra, giãn nhiều quá thì nó sẽ chèn ép mạch máu, nó thiểu dưỡng, nó sẽ gây thủng ruột, hoại tử ruột, thành phần trong ruột nó phải trôi vào trong ổ bụng, xua nó trào trong ổ bụng. Tất nhiên cái phân này nó vô trùng về mặt vi khuẩn, sinh học ấy, nó vẫn là dị vật so với cái dịch ở trong ổ bụng, cho nên nó gây viêm, kiểu viêm dị ứng, nó gây ra cái bệnh gọi là viêm phúc mạc phân xu. Nhiều khi nó thủng ruột này, nó tràn vào các cái dịch viêm, nó được các cái quai ruột nó bọc lấy,
và nó bị vôi hóa xung quanh, nó tạo thành cái khoang như này, xung quanh bụng có dịch như này. Ngoài ra có những trường hợp mà nó không phải là viêm phúc mạc phân xu, nhưng vì những cái bệnh lý thai nó dị tật và nó rối loạn chuyển hóa, nó có dịch ở trong bụng thì những cái nó làm tăng cái kích cỡ cái bụng, nó căng lên, và ta thường hay gọi là bệnh bụng cóc, một tình trạng tràn dịch ở trong một bụng. Cái bệnh viêm phúc mạc phân xu nó là một cái bệnh ta phải hiểu được là nó là thủng ruột nhá, nên nó là cái bệnh nặng. Đấy, kết luận mà cái bệnh đấy mà ta nghĩ đến là nó gần như cái cháu đấy sau này tương lai của nó rất mờ mịt, cho nên là có nghĩ đến cái bệnh đấy thì tốt nhất là ta cũng đừng kết luận vội và phải rất thận trọng khi kết luận. Ngoài ra có những trường hợp mà nó không phải là viêm phúc mạc phân xu, nhưng vì những cái bệnh lý thai nó dị tật và nó rối loạn chuyển hóa, nó có dịch ở trong bụng thì những cái nó làm tăng cái kích cỡ cái bụng, nó căng lên, và ta thường hay gọi là bệnh bụng cóc, một tình trạng tràn dịch ở trong một bụng. Lưu ý là cái bệnh viêm phúc mạc phân xu nó là một cái bệnh ta phải hiểu được là nó là thủng ruột nhá, nên nó là cái bệnh nặng. Đấy, kết luận mà cái bệnh đấy mà ta nghĩ đến là nó gần như cái cháu đấy sau này tương lai của nó rất mờ mịt, cho nên là có nghĩ đến cái bệnh đấy thì tốt nhất là ta cũng đừng kết luận vội và phải rất thận trọng khi kết luận. Bây giờ ta sang đến cái phần hệ xương của thai. Xương đầu tiên thì là cái xương cột sống. Thì bình thường cái thai còn bé thì cái cột sống nó chưa ấy hẳn, nó chỉ có ba cái điểm cốt hóa. Nhưng mà nếu cắt dọc thì ta thấy là cái điểm cốt hóa nó chạy song song với nhau như này. Đến ngày trước chưa có cái phương pháp gọi là chẩn đoán hở ống thần kinh ấy. Như tôi nói, trường hợp mà hở ống thần kinh tức là cái tủy sống này nó hay bệnh bifida thì là cái gai sống này nó có thể nó mất đi một cái gai. Và nếu ta nhìn dọc thì ta thấy nó mất một cái gai, đồng thời cái da đây này nó phồng lên. Đấy, cái dịch ở trong tủy sống nó thoát ra, nó áp lực nó căng, nó đẩy phồng cái da lên. Thôi là như gần đây ấy, thì người ta tìm ra cái phương pháp gọi là chẩn đoán sớm hở ống thần kinh trong 3 tháng đầu, thì người ta chính ta dùng cái đo não thất 4 ấy. Thì nếu đã hở dịch ở đây thì thường là nó sẽ xẹp ở trên đầu đi, dịch nó chảy xuống. Ở tay thì ta có thể nhìn được cái bàn tay, đến được các đốt ngón tay, quan trọng là cái ngón cái này, ta thấy nó xòe ra bên, cái gì nó gọi là dấu hiệu bàn tay mở. Vì trong một số trường hợp rất nhiều dị tật thì cái bàn tay nó không có cái hình dạng như này, cái tay bình thường thai nhi nó như trong bụng nó như này. Thế mà trong một số dị tật, ví dụ như là bệnh nhiều bệnh Patau hoặc Edwards thì chúng ta không thấy cái ngón cái nó xòe ra nữa, không có dấu hiệu bàn tay mở. Ngoài ra thì ta sẽ thấy được xương quay, xương trụ, thì ta có thể nhìn được cái bàn tay, đến được các đốt ngón tay, quan trọng là cái ngón cái này, ta thấy nó xòe ra bên, cái gì nó gọi là dấu hiệu bàn tay mở. Tay của cháu đấy, nó đang chào đấy. Nên bàn tay này không thấy cái ngón cái nó xòe ra nữa, không có dấu hiệu bàn tay mở. Thế và ta có thể nhìn được cái xương đùi và đo được chiều dài xương đùi. Nên lưu ý là khi ta đo xương đùi, nhất là cái thai bé thì cái chiều ngang của nó tương đối là lớn so với cái chiều rộng. Thì khi ta đo từ giữa của bên này đến điểm giữa của bên này. Thế và bình thường ấy, cái tỷ lệ giữa cái xương đùi này với cái ngưỡng đỉnh nó có một cái tỷ lệ nhất định từ 70 cho đến 80% nhá. Đấy, trường hợp mà cái tỷ lệ nó thấp quá thì tức là ta phải cẩn thận cái xương đùi nó ngắn. Thường là khi mình đo xương đùi bên lưỡng đỉnh xong rồi máy nó sẽ tự nó báo cho mình cái kết quả này nhé. Nếu trường hợp xương đùi ngắn quá thì ta cũng là nghĩ đến dị tật, thì ngay như bệnh đau thì nó gây ra ngắn chi. Đấy, ta cũng có thể nhìn được xương chay, xương mác, và ta nhìn được cái gan bàn chân của cháu. Khi nhìn thấy gan bàn chân ta không nhìn thấy cẳng chân. Thế nhưng cái này ta nhìn đây có đúng cẳng chân đầu gối đâu, nó lại nhìn được cả gan bàn chân nữa nhá. Nếu mà trường hợp mà nhìn được cái này ấy, thì là cháu bị khèo đấy, hay nó gọi club foot. Thì bình thường mọi người biết là cái mặt gan bàn chân nó vuông góc với xương cẳng chân. Thế thì trên một mặt phẳng làm sao mà nhìn đấy, hình 2D này, hình mặt phẳng mà làm sao lại nhìn được cả gan bàn chân cộng với cẳng chân được, trừ khi cái bàn chân nó xoay đi thôi.
ta có thể nhìn được giới tính của thai nhé. Đây, đây là bộ phận sinh dục của nam, đây là bộ phận sinh dục của nữ, nó nằm giữa, nằm ở bẹn của cháu.